Xin chào tất cả mọi người đã trở lại với Sipho Review trong chuyên mục Share Góc Chia Sẻ, nơi mình sẽ cố gắng giải đáp những cái thắc mắc mà mình nhận được từ phía các bạn xem kênh Sipho Review, cũng như là chia sẻ những cái thông tin mà bạn gửi về cho kênh Sipho Review nha mọi người. Đề tài hôm nay của chúng ta sẽ liên quan tới cái việc mà cách vận hành cũng như là bảo dưỡng con xe Vespa GTS nói riêng cũng như là cái dòng xe Vespa nói chung trong điều kiện là thời tiết mùa mưa như hiện nay ở Việt Nam nha mọi người. Câu chuyện này mình nhận được từ một bạn xem kênh của mình. Bạn xin phép được giấu tên, cho nên là mình gọi bạn này là bạn Nam đi ha mọi người. Thì bạn gửi về cái kênh của mình thông qua cái địa chỉ Facebook của chúng ta trên kênh Sipho Review nha mọi người. Vì bạn sẽ phải được giấu tên, cho nên là mình sẽ không có public cái thông tin ở đây. Mình có thể làm nhòe đi một xíu ở cái phần mà bạn trao đổi ở đây nha mọi người. Đó, thì bạn hiện là chủ sở hữu của con Vespa GTS, và bạn cho mình biết là bạn mua con này vào cái thời điểm mà mình bắt đầu làm kênh, thì nó cũng cỡ là tương đương với cái lúc mà mình và nhà mình đó, mua con xe Vespa GTS luôn nha mọi người, trước hoặc là sau Tết năm nay thôi đó. Và khoảng đó bạn đi con GTS, hiện giờ theo câu chuyện mình nhận được đó, thì là chắc là bạn đang di chuyển hàng ngày đi làm bằng con xe GTS này luôn. Cái hôm đó là một cái hôm mà trời mưa, bạn đi tới một cái đoạn đường thì bạn gặp một cái tình trạng, đó là cái con đường này nó bị ngập nước. Theo bạn ước lượng thì nước ngập tới mắt cá chân nha mọi người. Ở đây mình ngừng lại đây một xíu để mình làm rõ cái vấn đề này, đó là tới mắt cá chân, nhưng mà nếu như bạn này cao á thì chân bạn tiếp cận với lại mặt đường nhiều á, thì có nghĩa rằng là cái khoảng cách từ mắt cá chân tới đường nó thấp, thì như vậy là nước ngập nó chưa có nghiêm trọng lắm. Tuy nhiên nếu như mà bạn cao cỡ mình 1m64, 1m65 hoặc là cao hơn hoặc thấp hơn mình chút xíu á, thì lúc này cái sự nhón chân của bạn sẽ phải nhiều hơn. Và khi mà cái sự nhón chân nhiều hơn, có nghĩa là cái khoảng cách từ mắt cá chân tới mặt đường nó cũng nhiều, và như vậy là nước ngập cũng khá là sâu. Bởi vì bạn không có để lại thông tin về cái chiều cao, cho nên là chúng ta cứ lấy cái mức trung bình đi ha mọi người. Có thêm một cái thông tin nhỏ, đó là trong câu chuyện bạn chia sẻ, bạn cũng có chia sẻ thêm, đó là cái việc mà nước ngập này á, bạn ước lượng được là có thể chạy qua được. Thì sẵn đây mình nói thêm, đó là bạn chia sẻ, đó là trước đây á, thì bạn cũng là chủ sở hữu của con AB125 khá là giống mình không mọi người. Thì bạn đã bị hai lần cái tình trạng mà ngập nước do cái vấn đề lội nước mùa mưa nè các bạn. Thì bạn bị hai lần, đó là nước nó tràn vào bô và máy, cho nên là bạn khá là sợ cái vấn đề này rồi. Thì nói chung là sợ là một phần và cũng có kinh nghiệm luôn. Thì cho nên tới khi mà có con GTS này thì bạn cảm thấy ước lượng là với cái lượng nước như vậy thì có thể lội qua được. Ở đây bạn bắt đầu tiến hành cho xe chạy qua. Thì ở đây mình cũng xin nói thêm luôn một xíu, bạn cũng có chia sẻ, đó là về cái vấn đề mà cái cách chạy xe khi mà các bạn lội nước đó. Thì ở đây nhiều bạn có thể là sẽ comment nói rằng là do bạn này không biết chạy, nhưng mà không phải đâu nha mọi người. Có nghĩa là bạn đã có kinh nghiệm rồi và bạn thực hiện cái việc chạy xe cho qua cái chỗ nước ngập này. Thì bạn có chia sẻ là bạn sẽ bắt đầu để ga, bạn tăng tốc nhiều hơn để cho ga nó có lực hơn một xíu, và bạn giữ cho nó đều và cố gắng là đi qua cái chỗ bị ngập nước này nha mọi người. Tuy nhiên là bạn đang đều tay ga như vậy thì tự nhiên cảm giác con xe của mình nó khựng lại một cái, và bạn cảm thấy là khá là hết hồn. Thì chúng ta nên hiểu cho cái cảm giác của bạn. Nếu như mà chúng ta đi một con xe nó mới, chúng ta mới mua và chúng ta đi qua cái vũng nước mà chúng ta bị như vậy một cái, và đặc biệt nó là con Vespa nữa ha, thì chúng ta cũng khá là hồi hộp đúng không mọi người. Sau đó thì bạn đi tiếp, thì bạn cũng có nói là sau khi qua khỏi vũng nước, bạn đi thêm một đoạn nữa thì bạn cảm thấy bất an và bạn cho xe vào hãng kiểm tra luôn. Thì với cái thông tin ngay chỗ này, chúng ta có thể kết luận được rằng là xe của bạn hiện nó sẽ không tắt máy ngay chỗ vũng nước, nó sẽ xảy ra một cái hiện tượng, đó là bị ngập ngừng. Có nghĩa là có cái vấn đề gì đó nha các bạn, nó bị ngập ngừng lại ngay chỗ đó. Tuy nhiên là xe vẫn chạy được tiếp ra khỏi vũng nước và đi tiếp. Thì ở đây sẵn đây thì mình nói thêm là mình gọi bạn là bạn Nam đó. Thì bạn Nam thực sự mình thấy là chúng ta cũng có rất là nhiều điều mà chúng ta có thể là học hỏi từ cái kinh nghiệm này nha mọi người. Đó là khi mà vừa gặp một cái hiện tượng lạ như vậy và vừa đi qua một cái tình huống địa hình nó khá là xấu, thì bạn đã cho xe vào kiểm tra ngay. Và đây là cái mà mình cũng khuyến khích mọi người, nếu như chúng ta có điều kiện chúng ta hãy làm cái điều này đầu tiên. Tại vì sao? Có những cái lỗi chúng ta không có nhận ra được đâu. Có nghĩa là nó bị cái vấn đề gì đó nha các bạn, và chúng ta vẫn chạy tiếp, xe vẫn chạy được, nhưng mà về lâu về dài nó lại phát sinh những cái thứ vấn đề nó hư nhiều hơn, thì lúc đó thành ra lại là khổ hơn. Thì ở đây là mình thấy bạn khá là kỹ và bạn cho xe kiểm tra luôn. Đây là cái điều mà nó sẽ hạn chế được cho chúng ta trong tương lai nó hư những cái thứ nó phức tạp hơn hả mọi người. Đó là cái điều mà chúng ta cần lưu ý ở đây. Thì khi mà bạn cho xe vào hãng và tiến hành kiểm tra, thì họ sẽ bắt đầu là kiểm tra nồi, và sau đó là kiểm tra bô, nhớt, nói chung là các thứ như vậy. Thì không có vấn đề gì hết mọi người. Coi như là nước không có ảnh hưởng gì tới các cái bộ phận quan trọng của xe hết. Khá là may mắn, bạn cũng cảm thấy là khá là nhẹ nhõm nha mọi người. Thì bạn có nói chuyện với lại cái người kỹ thuật viên trưởng của chi nhánh cơ sở đó. Cái anh đó thì anh có chia sẻ rằng là bởi vì cái cấu tạo của cái hộp nồi
của con Vespa GTS. Nó có một cái bổ trí khá là tương đối thấp, và cái bộ mặt dưới của cái hộp nội á các bạn, nó có những cái phần lỗ thoáng, mà cái phần lỗ thoáng này nó song song với mặt đường. Thì đó là lý do mà khi các bạn đi vận hành qua cái điều kiện đường ngập nước đó, thì cái bộ phận đó của mọi người nó sẽ tiếp xúc với cái phần đó. Và cái bộ phận này nó được bố trí thấp hơn so với bên Honda. Đó, cái bộ phận lỗ thoáng của hộp nội đó các bạn. Thì những cái từ vựng mà mình dùng ở đây là từ vựng mà bạn cung cấp cho mình. Bởi vì câu chuyện này mình chỉ chia sẻ lại thôi nha các bạn, cho nên là mình không có thay đổi những cái từ vựng quan trọng ở đây, mọi người hiểu giùm mình nha. Thì những anh chị nào có kinh nghiệm cũng như là có kiến thức về cái vấn đề này thì mọi người hãy để thêm dưới phần comment nha mọi người. Thì như vậy thì bạn cũng cứ được anh kỹ thuật viên này khuyên rằng là không nên cho Vespa GTS lội nước không mọi người. Đó là một cái câu chuyện mình thấy rằng là khá là đáng để chúng ta lưu ý đó mọi người. Thì bạn cũng có chia sẻ thêm là đúng là cái con xe Vespa GTS nó khó chịu thiệt. Mình cũng rất là đồng cảm với bạn luôn. Thì nếu như mọi người có theo dõi những cái video mà của mình á, có một cái video mình review rất là chi tiết con Vespa GTS, thì mình sẽ để lại cái link ở đây. Trong đó thì ở cái phần giữa video đó thì mình cũng có nói về, tuy là con xe Vespa GTS nó đáng tiền, nó vui vẻ khi chạy và nó cho các bạn cái sự độc lạ, tuy nhiên cái phần đánh đổi đó là nó có những cái hạn chế của riêng nó. Đó, thì một trong những cái hạn chế ở đây đó là khi các bạn có một con xe mà nó đem lại cho các bạn cảm giác vui vẻ khi lái, cái khả năng vận hành và cái thiết kế mà chúng ta yêu thích, thì cái việc mà đòi hỏi chúng ta chăm nó nhiều hơn một xíu thì mình nghĩ rằng là cái chuyện cũng có thể hiểu được thôi. Đó, thì cho nên là mọi người cần phải lưu ý, tại vì suy cho cùng thì không có cái gì nó là hoàn hảo hết. Đúng không, mọi người có đi xe Honda thì mọi người cũng sẽ phải cẩn thận những cái vấn đề như vậy thôi. Thì riêng với con Vespa GTS thì mình nghĩ rằng là chúng ta cũng nên cân nhắc khi các bạn định đem cho nó lội nước nha mọi người. Đó, thì đó là cái mà bạn mong muốn chia sẻ với mọi người về cái phần này. Từ đây mình cũng sẽ muốn nói thêm một cái vấn đề nữa, đó là cái khung thân vỏ của xe Vespa GTS nói chung, nói riêng và các cái loại Vespa khác nói chung á mọi người, thì nó được làm bằng thép. Chính vì vậy mà có một cái video mình sẽ để lên đây. Cái chú này ở bên Anh, và chú đó review con xe GTS của mình. Sau một thời gian vận hành, mình nghĩ là chắc vài năm đó, thì ở dưới cái lườn xe nó có cái dấu reset. Thì như mọi người biết là các quốc gia châu Âu khá là ẩm, thì nó cũng tương đương với Việt Nam mình đó. Việt Nam chúng ta thì cái khối lượng mưa nó cũng rất là lớn các bạn, chúng ta thường, và đường sáng ta không được tốt, cho nên là cái con xe chúng ta nó thường xuyên phải chịu những cái cơn mưa và những cái địa hình mà nó dơ. Thì như vậy là cái khả năng mà cái gầm xe chúng ta xét là có, nếu mà chúng ta bỏ mặt nó, chúng ta cày nó. Thì ở đây mình nói như vậy để mọi người lưu ý, chứ không phải mình nói rằng là con xe này nó dễ xét. Thực ra nếu mọi người đi hỏi các cái chủ nhân mà sử dụng xe Vespa đó, thì họ nhiều khi cũng không lưu ý này đâu. Tại vì thực chất để một cái con xe mà nó bị rỉ xét cái phần gầm, nó rất là khó nha mọi người. Cái bản thân con xe Vespa nó được trải qua tới 3 lớp sơn. Đó, và các cái lớp sơn của nó, nếu mọi người có dịp nhìn tận mắt ở ngoài, mọi người sẽ cảm thấy gì nó rất là dày. Cho nên là cái việc mà nó bị rỉ xét, mình nghĩ rằng là nó sẽ khó. Tuy nhiên nếu như mọi người bỏ mặc nó, mọi người không quan tâm, thì chắc chắn là sẽ có một lúc nó bị reset. Và lúc đó cái công mà mọi người gia công lại cái đó nó cũng khá là tốn kém hả mọi người. Thì cái bộ phận mà dễ reset nhất như mọi người thấy lúc nãy là cái bộ phận dưới lườn tới cái phần yếm ở phía trước hả mọi người. Thì cái bộ phận này, bộ phận mà sình nó dễ bắn lên nhiều nhất. Thì khi mọi người đi mùa mưa thì mình nghĩ rằng là mọi người nên quan tâm và rửa cái chỗ này thường xuyên. Đó, như vậy là chỉ có như vậy thôi. Còn một cái lưu ý nữa, đó là trên kênh của mình á, thì có nhiều bạn đang bắt đầu tìm hiểu về dòng xe Vespa. Các bạn chuyển từ những cái dòng xe khác qua, và cũng như là có rất là nhiều những chị đang bắt đầu đi và cân nhắc tìm hiểu cái dòng xe Vespa này luôn. Thì sẵn đây mình chia sẻ thêm cho mọi người một xíu, đó là có nhiều người cho rằng là xe Vespa thì các bạn phải chăm nó rất là cực. Thì ở đây không phải mọi người. Thì đối với mình, quan điểm của mình rất là đơn giản thôi mọi người. Ở đây á, chúng ta đang đi một cái dòng xe mà đem lại cho các bạn những cái sự gọi là vận hành êm ái, vận hành vui vẻ, thì chắc chắn đổi lại đó là cái sự chăm sóc mà nó đòi hỏi chúng ta nhiều hơn một xíu. Thì ở đây nó cũng không phải là nhiều lắm đâu, như mình có nói với mọi người rồi. Cái vấn đề ở đây là nó đòi hỏi chúng ta quan tâm tới cái lịch bảo dưỡng của nó nhiều hơn một xíu. Và cái thông tin này thì mình nghĩ rằng nó cũng không có hề là khó kiếm. Mọi người lên cái trang web Vespa, như mình sẽ để cho nó hiển thị ở đây, thì nó cũng sẽ có luôn một cái mục là lịch bảo dưỡng định kỳ. Thì mọi người chỉ cần lên đây, mọi người sẽ nhìn thấy được cái số km tương ứng với những hạng mục cần phải làm, và cũng như là cái kinh phí dự trù. Tuy nhiên mọi người lưu ý cho mình, cái kinh phí ở đây mình nghĩ nó tham khảo thôi nha. Lỡ xe mọi người có vấn đề và nó hao mòn gì đó nhiều hơn trong cái quá trình mà đạt được số km đó, thì chắc chắn là cái khoản sửa nó sẽ mắc hơn. Tuy nhiên cái vấn đề là gì, có những cái hạng mức km mà chúng ta cần phải bảo dưỡng nó nghiêm túc, thì mọi người sẽ theo cái này mà làm. Thì ngoài cái này ra thì các bạn sẽ có một cuốn sổ bảo hành đó.
thì nó sẽ có những cái lịch hẹn để chúng ta có thể tới số km đó, thì các bạn đem xe đi thay nhớt các cái loại nhớt máy, nhớt số, nhớt lắp gì đó, và các cái nhớt xe, thì mọi người phải theo đúng cái lịch này, nó đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà cái vấn đề phát sinh ở đây là mình biết là giống như mẹ mình á, thì các chị em phụ nữ thì thường là ít quan tâm cả tới cái việc là số km của xe để đi mà đi thay nhớt, thì như vậy thì nó cũng sẽ phát sinh rất là nhiều cái vấn đề. Thì mình nghĩ là không chỉ cái dòng xe Vespa không đâu, mà mình nghĩ rằng là nếu như các bạn đi xe Honda đấy, không biết mọi người trải nghiệm chưa, thì mình thì có rồi. Nó là nếu như mà chúng ta cày nó quá thì dĩ nhiên các bạn sẽ cảm nhận cái độ xuống máy nó khá là rõ. Thì chính vì vậy mà cái công tác mà chúng ta lưu ý số km để thay các cái loại nhớt đúng cái kỳ hạn của nó là một cái điều đó mình là bắt buộc nha các bạn. Đặc biệt là khi các bạn đã hy sinh cho một cái sự đẹp, cho một cái sự vận hành vui vẻ, thì nó đòi hỏi các bạn phải lưu ý cái này, đó là cái bắt buộc. Thì như vậy mình có một cái giải pháp là mình làm cho mẹ mình luôn đó. Thì mọi người ở đây mình sẽ lưu ý những anh chị nào mà gọi là có kinh nghiệm đi xe rồi và đang sở hữu và đang chăm những con Vespa rồi á, thì mình nghĩ rằng là cái này nó không có quan trọng đâu. Tuy nhiên là những cái người mới á, và những cái chị mà trước đây chưa có lưu ý tới phần này, thì mình hy vọng là những cái mẹo sau đây của mình á, nó sẽ có thể giúp cho mọi người. Thì cái mẹo của mình là gì? Khá đơn giản. Thường thì cái vấn đề duy nhất là chúng ta không quan tâm tới số km rồi chúng ta quên, rồi chúng ta lười luôn. Đó, đó là vấn đề như vậy. Thì như vậy khắc phục vấn đề này cũng khá là đơn giản. Đó là chúng ta sẽ xây dựng một cái thói quen đơn giản thôi. Đó là các bạn chọn ra là đầu tháng hoặc cuối tháng, cứ là ngày 1 hoặc là ngày 30, 29 gì đó, chọn một thôi. Thì đầu tháng hoặc cuối tháng các bạn sẽ lưu lại cái số km cho tới thời điểm đó. Thì nếu như mọi người lưu vào đâu nè, chúng ta sẽ lưu vào trong cái điện thoại của mình luôn, trong cái phần note. Mọi người tạo riêng một cái note cho nó, cứ tới cuối hàng tháng, mình thì mình chọn là cuối hàng tháng thì sẽ ghi lại số km tới cái thời điểm đó. Nếu như chúng ta làm công tác này á, thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải luôn luôn, khi mà chúng ta ghi số km, nó bắt buộc chúng ta phải liên tưởng tới cái km bảo trì. Thì chúng ta có cuốn sổ bảo hành, chúng ta lật ra chúng ta xem cái là chúng ta nhớ luôn. Thì khi mà mình quen rồi thì xem một hai lần là nhớ mọi người, chả có gì đâu. Đó, thì nó sẽ hình thành cái gì? Cái thói quen để chúng ta luôn luôn rà soát cái số km của mình cuối hàng tháng. Tại vì sao? Nếu chúng ta đặt ra đúng một ngày để chúng ta ghi lại cái số km tới điểm hiện tại đó, thì mọi người sẽ không phải bận tâm về cái vấn đề mà canh cái số km mỗi ngày. Rất là mệt mọi người. Hoặc là lâu mọi người nhớ trực ra cái xong mọi người chạy đi rà soát này nọ, hết hồn, sợ là mình bỏ lỡ cái lượt thay nhớt nào đúng không? Thì với cái việc mà ghi lại cái số km định kỳ mỗi tháng như vậy, nó sẽ giúp cho mọi người có một cái thói quen, cứ tới đó mình check thôi, không có gì gọi là phải xuất phát đột ngột hết. Bộc phát đột ngột chạy đi check cái kiểu ha, nó rất là cực. Thì dù lỡ mọi người có quên hoặc là bị lố cái số km thì nó chỉ dao động trong một tháng thôi, và như vậy thì nó cũng dao động không có nhiều. Lỡ mà lố thì mọi người chỉ lố khoảng chừng vài chục cây, thậm chí là tối đa là 100 cây, như vậy thì nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến máy của mình hết, và chúng ta sẽ lại cho xe vào và thay các loại nhớt bảo trì định kỳ và đi thôi. Thì ở đây á, nó sẽ xuất phát vào cái vấn đề là nhớt hãng hay là những cái loại nhớt mà nó chuyên dụng cho xe của các bạn. Thì cái đề tài này mình cũng đã nhận được một anh yêu cầu mình làm về cái đề tài này, thì chắc chắn mình cũng sẽ làm. Bản thân mình cũng rất là quan tâm về cái vấn đề này. Tuy nhiên là mình sẽ dành nó cho một cái video khác, là mình sẽ làm cho nó đầy đủ hơn nha mọi người, về những cái loại nhớt nào và nó ảnh hưởng ra sao tới cái khả năng vận hành cũng như là cái cục máy. Thì mình sẽ, mọi người hãy đăng ký kênh cũng như là theo dõi cái tập tiếp theo nha. Mình sẽ cố gắng để ra được cái tập đó sớm nhất. Nhưng mà quay trở lại với khuôn khổ video này dành cho những cái bạn mà mới tìm hiểu dòng xe này hoặc là mới chơi, thì mình nghĩ rằng các bạn không cần quan tâm nhiều tới việc là nhớt gì đâu, mà đơn giản là các bạn cứ xài nhớt hãng đi. Giống như mình tới thời điểm hiện tại, mình đang tìm hiểu về những cái loại nhớt nó cao cấp hơn. Tuy nhiên mỗi cái định kỳ thì mình vẫn lại mình đang thay nhớt hãng. Và cái việc mà thay nhớt hãng, các bạn nghĩ rằng là một cái hãng xe người ta liên kết một cái hãng nhớt thì không thể nào mà người ta làm ra một cái sản phẩm nó quá tệ được. Đó, thì cho nên là nếu như mọi người không có thời gian để chăm xe, mọi người không muốn quan tâm nhiều tới con xe để vận tâm cho những cái việc khác, thì chúng ta chỉ cần là gì mọi người? Bảo trì nó hàng tháng định kỳ tại hãng thôi. Và hãng suggest nhớt gì, chúng ta thay đúng cái nhớt đó, nó đã đạt rồi. Nó sẽ đỡ hơn là việc là chúng ta bỏ luôn không thay nhớt, đúng không mọi người? Đó, cho nên cái quan điểm của mình là như vậy. Rồi sau này khi mọi người có kinh nghiệm nhiều hơn hoặc là mọi người muốn chăm con xe mình nhiều hơn, thì chúng ta sẽ nghiên cứu xem coi là những cái chỗ nào uy tín, những cái bên thứ ba nào mà chúng ta có thể lại và thay nhớt. Đó, thì như vậy thì khuôn khổ video này mình chỉ chia sẻ một số cái mẹo như vậy thôi. Một số cái lưu ý, thứ nhất là về cái việc là chúng ta không có nên loại nước con Vespa GTS nha mọi người. Cái việc thứ hai là về cái việc mà những cái người mới chơi hoặc là các cái chị em phụ nữ mà mình ít quan tâm tới xe đó, thì chúng ta nên để ý cái số km thay nhớt các cái loại nhớt cho xe của mình ha. Như vậy thì mình nghĩ rằng là như vậy là đủ cho cái video ngày hôm nay rồi, nó cũng khá là dài. Thì hy vọng là những ai mà đang tìm hiểu về cái dòng xe GTS này, các bạn biết rằng là chúng ta đang đi tìm kiếm một cái sự đẹp, một cái sự độc lạ, và chúng ta đi tìm kiếm một cái trải nghiệm lái nó thú vị, nó vui vẻ.
thì nó đòi hỏi chúng ta là có những cái lưu ý nhất định nha mọi người, chứ nó không phải là một cái gì đó hoàn hảo để chúng ta có thể là vừa có thể là cày nó thoải mái mà nó vừa có thể là chạy sướng, thì cái chuyện đó nó khó nha mọi người, nó hiếm lắm. Ok mọi người, như vậy thì chúng ta sẽ kết thúc video tại đây. Mọi người hãy đăng ký kênh cũng như là để lại những cái comment, những cái like để cho mình có cái động lực để ra tiếp cái video tiếp theo nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.